Treo tranh là một thú vui vô cùng tao nhã và sang trọng của những người thích chơi tranh, và một trong những các cái bộ tranh mà rất là phổ biến cũng như là rất là đẹp đẽ và nhẹ nhàng thanh cảnh sang trọng mà mọi người rất là thích treo đó chính là bộ tranh Tứ Bình. Và đây chính là một bộ tranh mà nếu như mà quý vị là thích treo tranh thì là một bộ tranh dễ chơi nhất. Mà nếu như mà quý vị nào muốn gửi tặng đến những người thân, những người rất là đặc biệt của mình thì đây cũng là bộ tranh mà ai nhìn vào thì cũng đều có cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, khoan khoái và rất là ấn tượng. Và bộ tranh này của đồ gỗ Bưng Thao được làm trên chất liệu gỗ môn hoa, đục tay hoàn toàn trên chất liệu vô cùng là sang trọng như thế này sẽ tạo lên được một cái cảm giác rất là chân thật, rất là mỹ nghệ, rất là nghệ thuật, và khi nhìn vào thì cảm giác rất là chân thực. Quý vị có thể thấy không ạ? Bộ tranh Tứ Bình chính là những hình ảnh, những loài cây, loài hoa đại diện cho mỗi mùa trong một năm được hiện diện ở đây. Đó chính là hoa mai, hoa sen, hoa cúc và cây tùng. Và đấy chính là những các cái loài cây, loài hoa rất là đẹp của mỗi mùa xuân hạ thu đông được gắn liền ở đây. Và như quý vị thấy rằng là chất liệu gỗ môn hoa của đồ gỗ Bưng Thao lựa chọn rất là kỳ công thì mới có thể ra được một cái bộ tranh mà đều về vân gỗ, đều về gam màu như thế này để có thể tạo lên một bộ tranh vô cùng chỉn chu, xuất sắc và tuyệt vời như thế này. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với lại cả những các cái đường nét chi tiết của cái bộ tranh này để biết là tại sao cái bộ tranh này nó lại là đặc biệt, nó lại ấn tượng với cả người nhìn như thế. Và đầu tiên thì xin mời quý vị cùng đến với cả mùa xuân, mùa khởi đầu của năm mới. Và hình ảnh đại diện cho mùa xuân chính là những cành hoa mai rất là đẹp, rất là tươi mới, sắc xuân như thế này. Và cái cành hoa mai này thì được tỉa tóc rất là đẹp, được tạo dáng rất là nghệ thuật trên một cái chiếc bình rất là tỉ mỉ, cầu kỳ như thế này. Và cái bình này thì được gọi là bình hút lộc, bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái miệng bình nhỏ và sẽ tạo lên một cái nét phong thủy rất là đẹp cho cái bộ tranh này. Và tất cả những các cái chiếc bình của bộ tranh này thì đều là một cái chiếc bình phong thủy và được trang trí sao cho phù hợp cho với mỗi loại cây, với mỗi loại hoa. Và có thể nói rằng là đây là một bộ tranh mà đẹp đẽ và thanh cảnh nhất mà em Minh từng biết ngoài tranh Tứ Quý. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng đến với lại cả cái thời điểm thứ hai, cái mùa thứ hai, đó chính là mùa hạ. Và mùa hạ thì cái loài hoa được đại diện đó chính là loài hoa sen, một loài hoa rất là đẹp, ngát hương và là quốc hoa của Việt Nam, một loài hoa mà được gắn liền với những cái câu thơ rất là hay. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và đúng là như vậy, loài hoa sen chính là một loài hoa đẹp đẽ là quốc hoa của Việt Nam, với những các cái cánh hoa bay mảnh nhưng mà lại với cái mùi hương rất là thơm ngát, nhẹ nhàng, êm dịu, dành tặng cho mùa hè thì thêm mát hơn. Và cái loài hoa sen thì có rất là nhiều thành phần, gồm có lá, lá lon, lụ, đài và những các cái bông hoa rất là đẹp ở đây đó. Và bình sen thì mọi người thường thường là hay uống trà sen phải không ạ? Ở bên cạnh đây thì cũng có một cái ấm trà đúng với lại cả cái hình ảnh được nhắc đến, một cái thú vui rất là hay của người Việt Nam uống trà. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng sang thu với cái nhành cúc vàng rất là đẹp, với cả cái ánh nắng mùa thu rất là vàng thế nhưng mà lại không quá chói chang như mùa hạ. Và loài hoa cúc được các nghệ nhân của đồ gỗ Bưng Thao tỉa rất là bay bổng, rất là mảnh, với các cái cánh rất là nhỏ thôi thế nhưng mà lại tạo lên cái cảm giác rất là tràn trề sức sống, bởi vì là bông cúc rất là tròn trịa, rất là đẹp và tạo cảm giác viên mãn. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng đến với cả cái mùa cuối cùng trong một năm, mùa kết thúc của một năm, đó chính là mùa đông. Mùa đông với hình ảnh cây tùng chịu sương giá, chịu lạnh buốt, chịu cái sự khô cằn của đất đai, của tự nhiên, và vẫn cứ vươn lên xanh tốt, mơn mởn. Và cái cây tùng này thì được tạo dáng như là một cây tùng bonsai với những cái tàn lá rất là dày, tạo lên được một cái sức sống vô cùng mãnh liệt của loài cây tùng, đúng với lại cả cái bản chất của cây tùng. Và cây tùng chính là đại diện cho mùa đông, mùa cuối cùng trong một năm, đó chính là những các cái hình ảnh, những các cái ý nghĩa của cái bộ 4 bức tranh trong bộ Tứ Quý này. Và bộ tranh này thì có kích thước chiều rộng là 47 cm, độ dày là 5 cm và cao lên là 1m27 cm.
Và bộ tranh này đang được trưng bày tại cơ sở 1 của Đồ Quang Thao, số 40 đường kho 6 làng nghề mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Nếu như mà quý vị muốn chọn mua những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất hay là tranh gỗ, tượng gỗ trang trí, tủ kệ, đồng hồ thì hãy đến với cả Đồ Gỗ Vương Thao để chiêm ngưỡng và chọn mua để cho nó có một cái sự khách quan nhất có thể. Và bộ tranh Tứ Quý Thiên Về Tĩnh Vật này của Đồ Gỗ Vương Thao, em Minh xin phép được kết thúc trong video clip này tại đây. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ Gỗ Vương Thao xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ Gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ Gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.